Việt Nam dẫn hai chiến hạm lớn ngay đầu năm 2018. Trang mạng livejournal.com vừa đăng tải loạt ảnh mới nhất về chiếc tàu hộ vệ tên lửa Gepard 3.9 thứ tư của Hải quân Nhân dân Việt Nam mang số hiệu 487, cho thấy nó đã được hoàn thiện 100% cả về nước sơn cũng như là các loại vũ khí trang bị tên lửa ở trên tàu. Tàu Gepard 3.9 tiếp theo có thể sẽ mang số hiệu 016 và tên gọi Ngô Quyền. Con tàu đang neo đậu tại cảng Novorossiysk của Nga để sẵn sàng bàn giao trong tháng 11 năm nay theo đúng tiến độ mà phía bạn đã cam kết. Căn cứ vào lịch trình mà tàu vận tải Rondostar vừa thực hiện khi đưa chiếc Gepard 3.9 thứ 3 mang số hiệu 015 Trần Hưng Đạo về tới cảng Cam Ranh, thì chuyến hải trình sẽ hết khoảng 44-45 ngày. Như vậy, vào khoảng đầu tháng 1 năm 2018, thì 4 chiếc Gepard 3.9 của chúng ta sẽ hồi quân đầy đủ tại Cam Ranh. Sau khi thanh lý hợp đồng trên, có thể Việt Nam và Nga sẽ ký tiếp hợp đồng đóng mới cặp tàu Gepard 3.9 thứ 3 với cấu hình vũ khí mạnh hơn nhiều. Không chỉ có thế, theo trang thông tin hàng hải Marine Traffic, tàu cảnh sát biển 8020 Mỹ viện trợ cho cảnh sát biển Việt Nam đã rời cảng Honolulu của Hawaii, bắt đầu hành trình về nước sau khi hoàn tất quá trình đại tu và huấn luyện. Khác với chiếc Gepard 3.9, con tàu sẽ tự bơi về Việt Nam. Căn cứ vào tốc độ cũng như quãng đường đi, ước chừng tàu cảnh sát biển 8020 sẽ mất khoảng 1 tháng hải trình trên biển để trở về dải đất hình chữ S. Hình thức di chuyển này còn có tác dụng lớn trong việc giúp thủy thủ làm chủ con tàu, đồng thời tích lũy kinh nghiệm hoạt động trên các tuyến biển xa. Nếu không có gì thay đổi quá lớn, cả hai chiếc chiến hạm trên sẽ được làm lễ thượng cờ ngay trong tháng 1 năm 2018, đánh dấu bước phát triển mới của lực lượng vũ trang Việt Nam. Quý vị thính giả thân mến, khác với các loại tàu mặt nước, quá trình nạp đạn cho tàu ngầm diễn ra khá phức tạp và đòi người lính thợ phải có kỹ năng và kinh nghiệm thuần thục. Được phát triển dựa trên cùng một thiết kế của tàu ngầm tấn công diesel điện Project 877 Bantus, còn được gọi là Kilo, các tàu ngầm Project 636.1 của Việt Nam và Project 636.3 của Hải quân Nga có hình dáng và thiết kế khá là tương đồng. Với sự giống nhau này, chúng ta sẽ lần đầu tiên thấy được cận cảnh quá trình nạp đạn tên lửa hành trình Calip lên trên một tàu ngầm Kilo sẽ diễn ra như thế nào. Các tàu ngầm Kilo được tiếp thêm đạn tên lửa Calip của Hải quân Nga lần này là các tàu B-237 Rostov-on-Don, B-265 Krasnodar và B-261 Novosibirsk. Tất cả đều thuộc hạm đội Biển Đen, được đưa vào trang bị trong giai đoạn từ 2014-2015. Toàn bộ số đạn tên lửa Calip mới của các tàu ngầm này đều được chuyển tới bằng tàu vận tải. Ở các bến cảng hải quân lớn hơn, chúng có thể được chuyển từ trong kho ra cầu cảng bằng xe đặc chủng. Mỗi quả tên lửa hành trình Calip biến thể tấn công mặt đất 3M14K có chiều dài hơn 6 mét và nặng 2,3 tấn. Để di chuyển được, nó phải cần đến các cần cẩu cỡ lớn, và thiết bị này cũng sẽ đảm nhận vai trò đưa Calip vào bên trong khoang của tàu ngầm. Quá trình nạp đạn tên lửa cho các tàu ngầm tấn công của Nga hay nhiều nước trên thế giới rất hiếm khi được ghi lại, bởi một phần liên quan đến quy trình bảo mật chung dành cho lực lượng này. Tuy nhiên, với những hình ảnh cơ bản nhất cũng có thể giúp chúng ta hình dung được quá trình này diễn ra như thế nào. Đối với các tàu ngầm Kilo, quá trình nạp đạn tên lửa hay cả đạn ngư lôi đều thông qua hai cửa mở của hai trong số 6 ống phóng ngư lôi là 533mm được trang bị trên tàu. Khi nạp đạn, các ống phóng lôi trên cùng sẽ được mở ra để lính thợ vận hành cần cẩu, đẩy đạn tên lửa đi vào bên trong các ống phóng này. Quá trình này diễn ra khá là chậm do quy trình kỹ thuật yêu cầu độ chính xác cao nhằm đảm bảo đạn tên lửa và ống phóng lôi không xảy ra va chạm hay hư hỏng trong suốt thời gian nạp đạn. Trong ảnh là hai lính thợ hải quân Nga đang cố định đạn tên lửa Calip trên máng đỡ trước khi đẩy nó vào bên trong ống phóng lôi. Khi đã đặt được đạn tên lửa lên trên máng đỡ, quá trình đẩy đạn vào bên trong ống phóng lôi sẽ diễn ra hoàn toàn tự động bởi một hệ thống điều khiển ở bên trong tàu ngầm. Theo thiết kế, các tàu ngầm Kilo có thể mang theo tối đa 4 đạn tên lửa hành trình hoặc chống hạm, trong khi đó đạn ngư lôi lên đến 18 đơn vị. Sau khi nạp đạn và tiếp tục nhận các nhu yếu phẩm cần thiết, các tàu ngầm tấn công Project 636.3 của Hải quân Nga sẽ tiếp tục lên đường cho những chuyến hải trình tuần tra mới ở Biển Đen. Bên cạnh các biến thể tàu ngầm Kilo cũ, hiện tại Hải quân Nga có trong biên chế 8 tàu ngầm tấn công diesel điện Project 636.3 được đóng mới từ năm 2010 và được biên chế chủ yếu cho hạm đội Biển Đen với 6 chiếc, còn 2 chiếc còn lại đang được đóng mới với dự kiến sẽ được biên chế cho hạm đội Thái Bình Dương.
Qua những hình ảnh trên, chúng ta có thể thấy được phần quá trình đạp đạn tên lửa đạn Kalib trên các tàu ngầm Kilo của Nga và từ đó có thể suy ra được quá trình đạp đạn trên các tàu ngầm Kilo Việt Nam với công nghệ tương tự. Hiện tại, Hải quân Việt Nam được trang bị 6 tàu ngầm tấn công diesel điện Project 636.1 và chúng đều có khả năng triển khai tên lửa qua ống phóng ngư lôi. Hình ảnh tên lửa Kalib được phóng đi từ một tàu ngầm Kilo của Hải quân Nga. Các tổ hợp tên lửa S-75 Divina được Liên Xô sản xuất từ năm 1957 và tới nay rất nhiều nước trên thế giới vẫn tiếp tục lưu kho và sử dụng loại tên lửa phòng không loại này trong quân đội nước mình. S-75 Divina hay còn có tên gọi là SAM-2 được coi là tổ hợp tên lửa đất đối không từng được triển khai và sử dụng nhiều nhất trong lịch sử. Và cũng chính S-75 là dòng tên lửa phòng không bắn hạ được nhiều máy bay địch nhất trong lịch sử phát triển tên lửa phòng không hiện đại. Cho tới nay vẫn còn khoảng 18 quốc gia trên thế giới tiếp tục sử dụng S-75 Divina trong biên chế quân đội của mình. Trong đó sở hữu nhiều nhất là Syria với số lượng ước tính khoảng 275 tổ hợp. Ngoài ra Việt Nam được cho là vẫn còn sở hữu ít nhất 30 tổ hợp tên lửa loại này. Hồi cuối tháng 9 vừa rồi, quân đội Romania đã tổ chức một cuộc tập trận phòng không và đã cho phóng một loạt các tên lửa S-75 Divina. Hiện số lượng tên lửa phòng không S-75 Divina của Romania không được xác định chính xác là bao nhiêu, nhưng ước tính nước này có rất ít và có vẻ như cuộc tập trận vừa rồi là để bắn nốt những quả tên lửa phòng không S-75 Divina cuối cùng của nước này. Sở dĩ điều này trở nên đặc biệt là bởi Romania hiện là một trong những quốc gia thành viên trong khối quân sự NATO, việc nước này vẫn còn lưu trữ các loại vũ khí của Liên Xô, đặc biệt là S-75 Divina, khiến dư luận không khỏi băn khoăn. Trận địa tên lửa S-75 Divina của Romania khai hỏa tiêu diệt mục tiêu bay giả định trong cuộc tập trận. Tên lửa S-75 Divina có tầm bắn hiệu quả khoảng 45 km, trần bay cao tối đa 25.000m và có thể đạt tới tốc độ tối đa Mach 3.5. Tên lửa phòng không S-75 sử dụng hệ thống tên lửa đẩy dùng nhiên liệu lỏng và rắn. Theo đó, ở giai đoạn đầu tiên, tên lửa sẽ sử dụng nhiên liệu dạng rắn. Sau khi tách tầng đầu, tên lửa bắt đầu sử dụng nhiên liệu dạng lỏng. Hiện tại, các tên lửa S-75 Divina của Romania là bản nâng cấp S-75M3 Volkhov, trong khi đó bản của Việt Nam đang sử dụng là bản nâng cấp S-75M3 Volga 2. Điểm mặt dàn vũ khí siêu khủng Ấn Độ sẽ sở hữu đến năm 2020. Cách đây không lâu, khi ông Manohar Parrikar mới lên giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ, đã có thông tin New Delhi muốn chi khoảng 223 tỷ đô la để nâng cấp sức mạnh quân sự trong thập kỷ tới, qua đó muốn duy trì sức mạnh hỏa lực cần thiết để luôn luôn sẵn sàng chiến đấu. Theo chương trình nâng cấp này, chính phủ Ấn Độ đặt mục tiêu đến năm 2027 sẽ mua khoảng 500 trực thăng, 12 tàu ngầm, gần 100 máy bay chiến đấu một động cơ và trên 120 máy bay chiến đấu hai động cơ. Tháng 4 vừa qua, Ấn Độ đã ký hai hợp đồng riêng rẽ trị giá hàng tỷ đô la mua các hệ thống tên lửa đất đối không tầm trung Mr. Sam tiên tiến từ Israel và pháo tự hành 155mm của Hàn Quốc. Là nước đứng thứ 5 thế giới về chi tiêu quốc phòng, nhưng Ấn Độ đang phải đối diện với các mối đe dọa chính trị to lớn từ các quốc gia láng giềng cũng như từ chủ nghĩa khủng bố. Nhận thức rõ ràng thách thức đó, Ấn Độ đã đầu tư một lượng lớn ngân sách cho các hệ thống vũ khí quân sự hiện đại. Tháng 4 năm 2017, Ấn Độ ký hợp đồng mua các tổ hợp tên lửa Barak 8 của Israel trị giá khoảng 2,5 tỷ đô la. Đây là hệ thống tên lửa phòng thủ đất đối không tầm trung MRSAM đang được Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Vũ trụ IAI của Israel phối hợp cùng với Ấn Độ phát triển. Với tầm bắn lên tới 70 km, Barak 8 sẽ giúp Ấn Độ đối phó hiệu quả với các mục tiêu trên không. Tổ hợp Barak 8 đầu tiên dự kiến sẽ được chuyển giao cho Ấn Độ vào năm 2023. Tháng 6 năm 2017, Ấn Độ ký với Mỹ một hợp đồng mua 22 chiếc máy bay không người lái Guardian trị giá trên 2 tỷ đô la. Một số nguồn tin báo chí cho biết Ấn Độ muốn sở hữu các máy bay do thám không người lái này nhằm giám sát tốt hơn Ấn Độ Dương. Hệ thống máy bay không người lái Guardian là biến thể hải quân của Predator B, có sải cánh là 20m và sử dụng động cơ TPE-331-10 của Honeywell. Guardian có thể mang tải trọng lên tới 1.769 kg và đạt độ cao tối đa 50.000 feet và có thể bay trên không tối đa 27 giờ. Guardian sẽ gia tăng thêm sức mạnh cho Hải quân Ấn Độ
vì sẽ cho phép họ tăng cường giám sát các hoạt động thù địch và lên kế hoạch đối phó tương thích. Ngày 21 tháng 4 năm 2017, công ty sản xuất thiết bị quốc phòng tư nhân Larsen & Toubro và công ty Hanwha Techwin của Hàn Quốc đã được giao thực thi nhiệm vụ cung cấp 100 pháo K9 Vajra-T trị giá 720 triệu đô la cho lục quân Ấn Độ. K9 là pháo tự hành 155mm có tầm bắn 40km. Các pháo này hiện đang được sản xuất tại Telangana, bang Maharashtra phía Tây Ấn Độ và dự kiến sẽ được chuyển giao trong 3 năm cho đến 2020. K9 Vajra là biến thể cải tiến của pháo tự hành K9 Thunder do Hanwha Techwin chế tạo. Đây sẽ là một sự bổ sung thông minh cho lục quân Ấn Độ, đặc biệt trong việc yểm trợ cho các đơn vị đóng ở sa mạc. Rafale là một trong những dòng máy bay chiến đấu được mong đợi nhất của Ấn Độ. Những chiếc Rafale đầu tiên nhiều khả năng sẽ gia nhập kho vũ khí của Không quân Ấn Độ IAF trong 2 năm tới, nhưng có thể kéo dài tới 2022. Năm ngoái, Ấn Độ đã ký hợp đồng 8,7 tỷ đô la với Pháp, mua tổng cộng 36 chiếc Rafale. Đây sẽ là sự bổ sung vô giá cho các máy bay hiện có của IAF, lực lượng vốn được xem ở thế yếu so với các khả năng không quân tiên tiến của Pakistan và Trung Quốc. Dòng máy bay chiến đấu này sẽ được trang bị các tên lửa hiện đại nhất như Meteor và Scorp, giúp không quân Ấn Độ có được những khả năng mà họ còn thiếu trong kho vũ khí. Chính tên lửa không đối không ngoài tầm nhìn BVR Meteor với tầm bắn trên 150 km khiến Rafale là một vũ khí chiến lược trong biên chế của IAF. Trong khi đó, Scorp, tên lửa hành trình không đối đất tầm xa với tầm bắn trên 300 km cũng mang lại cho IAF một lợi thế so với các đối thủ. Theo hãng chế tạo máy bay Dassault Aviation, Rafale có thể thực hiện cả các cuộc tấn công không đối đất và không đối không cũng như đánh chặn trong cùng một lần xuất kích. Đặc biệt, chiến đấu cơ Rafale có thể mang tên lửa hạt nhân với chức năng đa nhiệm, vừa trinh sát, vừa nghiên chiến và oanh tạc yểm trợ chiến thuật trên bộ, trên biển. Ấn Độ hiện cũng có thể tự hào về lượng pháo siêu nhẹ M777 mà nước này đặt mua của Mỹ vào tháng 11 năm 2015, trị giá 750 triệu đô la. Tổng số lượng chuyển giao là 145 chiếc, nhưng phần lớn sẽ được lắp ráp tại Ấn Độ. Lượng pháo này sẽ tăng cường các khả năng tác chiến tầm cao cho lục quân Ấn Độ. Đây cũng là hợp đồng lớn đầu tiên nhằm hiện đại hóa các hệ thống pháo binh của New Delhi sau khi hợp đồng Bofors gây tranh cãi. Năm 2015, Ấn Độ đã ký hợp đồng 3,1 tỷ đô la mua 22 trực thăng tấn công AH-64E Apex Longbow của Boeing và 15 trực thăng vận tải hạng nặng Chinook. Hoạt động chuyển giao dự kiến được thực hiện vào năm 2019. Cheetah và Cheetah, những trực thăng đại lỗi thời hiện nay của Ấn Độ, từng nhiều lần bộc lộ mối nguy hiểm đến tính mạng phi công, nên việc bổ sung những biến thể trực thăng mới như Apex và Chinook sẽ góp phần giảm bớt gánh nặng cho quân đội Ấn Độ. Nhận diện vũ khí rồng lửa của Trung Quốc khiến mọi đối thủ e ngại. Tên lửa phòng không HQ-16 hay gọi là Hồng Kỳ 16 là loại vũ khí do Tập đoàn Khoa học Kỹ thuật Vũ trụ Trung Quốc CASC phụ trách nghiên cứu chế tạo từ tháng 7 năm 1999 đến năm 2009 chính thức công khai hóa trong lễ duyệt binh mừng quốc khánh của Trung Quốc. Hiện nay phiên bản HQ-16 đã được biên chế chính thức cho lực lượng phòng không của quân đội Trung Quốc. Trong khi đó, biến thể dùng để xuất khẩu được gọi là Liệp Ưng 80, LI-80. Một hệ thống hoàn chỉnh của tên lửa đất đối không Hồng Kỳ 16 gồm một xe radar tìm bắt mục tiêu, một xe chỉ huy, ba xe radar chở và điều khiển hỏa lực. Xe radar điều khiển hỏa lực Hồng Kỳ 16 sử dụng anten radar điều khiển bị động bước sóng ít. Radar này có cự ly lớn nhất khi tìm bắt mục tiêu là 100 km, cự ly khóa mục tiêu của máy bay chiến đấu là 85 km, góc phương vị tìm bắt mục tiêu của radar là mỗi bên phải trái 45 độ, góc tà từ 0 đến 70 độ. Bàn đế radar có thể xoay tròn 360 độ, khóa chặt được 8 mục tiêu, đồng thời dẫn đường cho 8 tên lửa tấn công 4 mục tiêu. Tên lửa Hồng Kỳ 16 dài 5,01 m, đường kính quả đạn không kể phần cánh là 40 cm, nặng 615 kg, trọng lượng cả ống phóng tổng cộng 1.300 kg, đầu đạn tên lửa nặng 70 kg, tốc độ tối đa của tên lửa là 1.200 m/s, tốc độ bay bình quân là 750 m/s. Phần đầu đạn sát thương của tên lửa sử dụng các mảnh nổ phá kiểu hai lớp, lớp thứ nhất có tổng cộng 4.000 mảnh, mỗi mảnh nặng 8,1 g, lớp thứ hai sử dụng kiểu bốn cạnh với khoảng 1.500 đến 2.000 mảnh,
mỗi mảnh nặng 2,3 gram. Mảnh nổ phá có trọng lượng khá lớn bố trí ở lớp ngoài, loại mảnh nhỏ bố trí lớp bên trong. Tầm bắn xa nhất của tên lửa là 42 km, gần nhất 3 km, tầm cao nhất 22 đến 25 km, tầm thấp nhất 15 m. Hồng Kỳ 16 sử dụng 4 cánh đuôi hình thang xếp theo hình chữ thập và 4 cánh lái hình tam giác. Cánh đuôi thiết kế kiểu gấp có thể cụp vào xè ra. Ưu điểm của kẹo cánh này là nâng cao tính cơ động và tầm bắn của tên lửa, tạo thêm lực nâng và động năng, đồng thời làm cho kết cấu quả đạn chắc chắn hơn. Đây là kiểu thiết kế rất thường gặp trên tên lửa phòng không tầm trung và tầm xa phóng từ trên bộ cũng như từ tàu chiến. Tên lửa được đặt trong ống phóng ở trạng thái chân không, trong tình huống không cần bảo dưỡng thêm có thể cất trữ 10 năm, nếu được bảo dưỡng định kỳ có thể kéo dài 15 năm. Quỹ đạo bay của tên lửa Hồng Kỳ 16 rất giống với tên lửa đất đối không 9M38 trên tổ hợp Buk M2 của Nga. Đầu tiên đều nhanh chóng phóng lên cao, sau đó hạ xuống thấp tấn công mục tiêu, có thể đánh chặn máy bay chiến đấu ở cự ly ngoài 40 km. Đối với tên lửa hành trình bay ở độ cao 50m, tốc độ 300m/giây, có thể đánh chặn ở cự ly trong khoảng 3,5 đến 12 km. Xác suất đánh chặn được máy bay của một quả tên lửa là 0,8, đối với tên lửa hành trình là 0,65. Ngoài ra Hồng Kỳ 16 cũng có thể đánh chặn tên lửa điều khiển bằng phản xạ hoặc bom điều khiển chính xác với mức sai lệch trúng mục tiêu bay thông thường khống chế trong vòng 2m. Mới đây Trung Quốc đã đưa vào trực chiến ít nhất là một tiểu đoàn tên lửa phòng không HQ-16A. Đây là một biến thể mặt đất của hệ thống tên lửa HQ-16 được sử dụng trên các tàu chiến, sử dụng bệ phóng thẳng đứng. HQ-16A được trang bị các tên lửa phòng không có trọng lượng 328 kg, tầm bắn 40 km. Bệ phóng tự hành mang 4 tên lửa để trong container vận chuyển, kiêm ống phóng. Radar của hệ thống có khả năng phát hiện mục tiêu ở cự ly trên 150 km. Hệ thống có thể tiêu diệt mục tiêu bay ở độ cao từ 100 đến 10.000 m. Chiến sự Syria, Mỹ âm thầm xây dựng hàng chục sân bay, mưu đồ lâu dài. Quý vị và các bạn thân mến, trên các phương tiện thông tin đại chúng xuất hiện một số bức ảnh ghi lại cảnh một sân bay quân sự do Mỹ điều hành trên bình nguyên Sarin thuộc vùng nông thôn phía đông Aleppo, Syria, gần biên giới với Raqqa. Trong các bức ảnh có thể thấy một máy bay vận tải hàng nặng của Mỹ cất cánh và nhiều xe bọc thép Humvees bảo vệ sân bay. Một lá cờ Mỹ được treo trên sân bay như tuyên bố vị thế của Mỹ trong vùng lãnh thổ được kiểm soát bởi lực lượng dân chủ Syria SDF do người Kurd lãnh đạo. Mặc dù Lầu Năm Góc không đưa ra những thông tin công khai, nhưng Mỹ đã xây dựng hàng chục căn cứ quân sự có sân bay trên miền Bắc Syria không cần sự đồng ý của chính quyền Syria. Theo tuyên bố chung của CENTCOM, những căn cứ không quân này được sử dụng để tiến hành các cuộc không kích tấn công IS, nhưng quân đội Mỹ cũng không hề giấu bóng gió nói về ý định ở lại đất nước này trong vài năm tới. Dễ hiểu là quân đội Mỹ muốn hậu thuẫn cho người Kurd trong ý đồ tổ chức một nhà nước ly khai độc lập. Những bức ảnh này trong một video của BBC ghi lại cuộc chiến của người Kurd chống IS trên chiến trường Syria. Không chỉ sát thủ tàu sân bay, Mỹ còn gồm đòn phủ đầu Trung Quốc. Trong khi các chiến lược quốc phòng Mỹ hết sức chú ý vào tên lửa đạn đạo sát thủ tàu sân bay của Trung Quốc, cũng như các tàu sân bay của nước này, thì một báo cáo mới đây lại cho rằng mối đe dọa lớn nhất của Trung Quốc vào Mỹ lại là một nguy cơ khác ít được chú ý hơn, National Interest cảnh báo. Ông Thomas Sugat và Javier Gonzalez nhận định trong một bản báo cáo được công bố vào tháng trước của Trung tâm An ninh Mỹ. Mối đe dọa quân sự lớn nhất đối với các lợi ích quan trọng của Mỹ tại châu Á có thể là một trong những nguy cơ ít được chú ý hơn, đó là khả năng ngày càng tăng của lực lượng tên lửa của Trung Quốc đe dọa các căn cứ của Mỹ trong khu vực. Hai chuyên gia Gonzalez và Sugat đều là chỉ huy trong hải quân và hiện đang là các chuyên gia quân sự tại Trung tâm An ninh Mỹ. Trong báo cáo mới đây, hai chuyên gia đều cho rằng Trung Quốc có thể sử dụng tên lửa để tiến hành các cuộc tấn công phủ đầu bất ngờ nhằm vào các quân sự của Mỹ trong khu vực để ngăn Mỹ không can thiệp vào cuộc xung đột có thể diễn ra ở Đài Loan hay quần đảo điếu ngư Senkaku. Báo cáo nhận định, một phần nhờ vào lợi thế đi trước một nước cùng với việc triển khai vũ khí chính xác tầm xa hiện đại, một cuộc tấn công phủ đầu như vậy có vẻ phù hợp với những thông tin hiện nay về học thuyết tên lửa và chiến lược quân sự của Trung Quốc. Trung Quốc đã ngay lập tức bắt tay vào xây dựng những khả năng này vì quá kinh ngạc trước chiến thắng áp đảo của Mỹ đối với lực lượng của Saddam Hussein trong chiến tranh vùng vịnh. Bắc Kinh đã chuyển lực lượng nhị pháo tên lửa từ chỗ là một lực lượng hạt nhân thành lực lượng kết hợp cả tên lửa hạt nhân và tên lửa chính xác thông thường, gồm cả tên lửa đạn đạo lẫn tên lửa hành trình. Chiến lược này nhằm tận dụng những lợi thế bất cân xứng của Trung Quốc như vị trí địa lý và chi phí sản xuất tên lửa thấp.
Để có thể tấn công phủ đầu các căn cứ quân sự của Mỹ, Trung Quốc đã tạo ra một lực lượng tên lửa khổng lồ và được cho là kho tên lửa trong toàn bộ lớn nhất thế giới. Theo ước tính của Lầu Năm Góc, kho tên lửa của Trung Quốc có khoảng 1.200 tên lửa đạn đạo tầm ngắn thông thường, từ 200 đến 300 tên lửa đạn đạo tầm trung thông thường, từ 200 đến 300 tên lửa hành trình phóng từ mặt đất. Trong số đó, rất nhiều tên lửa cực kỳ chính xác cho phép chúng tiêu diệt mục tiêu dù không mang các đầu đạn hạt nhân. Theo báo cáo của RAND, chỉ số sai trượt mục tiêu của tên lửa Trung Quốc vào những năm 90 là hàng trăm mét, giờ đây đã giảm xuống chỉ còn 5 đến 10 mét. Một số tên lửa bao gồm cả tên lửa sát thủ tàu sân bay JF-21D có các phương tiện tái xâm nhập cải thiện độ chính xác và cho phép chúng tránh được các hệ thống phòng thủ tên lửa. Sugar và Gonzalez cũng chỉ ra rằng quân đội Trung Quốc đã tiến hành tập trận mô phỏng các cuộc tấn công phủ đầu các căn cứ quân sự của Mỹ trong khu vực. Trong đó, lực lượng tên lửa của Trung Quốc dường như đã diễn tập tấn công với kích cỡ tương tự như tàu khu trục lớp Arleigh của Mỹ ở một bến cảng mô phỏng bến cảng tại căn cứ hải quân của Mỹ ở Yokosuka. Theo các chuyên gia, cách duy nhất để quân đội Trung Quốc có thể hạ gục tàu Mỹ tại cảng là tiến hành cuộc tấn công bất ngờ. Sau khi xem xét khả năng và học thuyết của Trung Quốc, các tác giả cố gắng mô phỏng một cuộc tấn công phủ đầu để đánh giá hiệu quả. Điều thú vị là trong khi hai chuyên gia tin rằng Trung Quốc sẽ tấn công các căn cứ của Mỹ ở Nhật Bản và thậm chí là cả lực lượng của Nhật Bản, thì họ lại cho rằng Bắc Kinh sẽ tránh động đến Hàn Quốc để không gây ra một mặt trận thứ hai trên bán đảo Triều Tiên khi đang theo đuổi mục tiêu quân sự ở nơi khác. Hơn nữa, ông Sugat và Gonzalez cũng cho rằng Bắc Kinh cũng sẽ không tấn công căn cứ ở đảo Guam vì đó là lãnh thổ của Mỹ và Trung Quốc muốn ngăn Mỹ không leo thang ném bom đại lục. Hai chuyên gia Sugat và Gonzalez, với những kiến thức chắc chắn về các hệ thống phòng thủ của Mỹ và đồng minh trong khu vực, đã chạy hai mô hình khác nhau về cuộc tấn công phủ đầu. Trong hai mô hình này, dường như đủ số tên lửa đạn đạo có thể sẽ gây ra thiệt hại đáng kể tới các căn cứ của Mỹ trong khu vực. Dưới đây là một số hậu quả mà cuộc tấn công có thể gây ra. Hầu hết các trụ sở và cơ sở hậu cần chính sẽ bị tấn công, trong đó trụ sở quan trọng nhất sẽ tấn công chỉ trong vài phút. Hầu hết các tàu của Mỹ ở cảng Nhật đều bị tên lửa đạn đạo tấn công. Mọi đường băng và đường cao tốc tại các căn cứ không quân lớn của Mỹ ở Nhật Bản đều sẽ bị tấn công bởi tên lửa đạn đạo. Kết quả của việc đường băng và các trụ sở chính bị phá hủy cùng sự xuống cấp nghiêm trọng của các hệ thống phòng không là hơn 200 máy bay của Mỹ bị tiêu diệt chỉ trong vài giờ xung đột diễn ra. Tuy nhiên, Mỹ vẫn có hy vọng đó là hệ thống phòng thủ tên lửa mạnh hơn ở Nhật Bản, bao gồm cả việc triển khai hệ thống phòng thủ tầm cao THAAD và các tàu khu trục phòng thủ tên lửa đạn đạo lớp Aegis có thể làm giảm thiệt hại của cuộc tấn công phủ đầu từ phía Trung Quốc. Dù cho một lượng đáng kể tên lửa vẫn tấn công được vào Okinawa, thì thiệt hại cũng đã được giảm đi rất nhiều. Quan trọng hơn, các căn cứ khác của Mỹ ở Nhật Bản cách xa Trung Quốc có thể đánh chặn các tên lửa, tạo thời gian cho máy bay cất cánh và tàu thuyền rời khỏi cảng. Hai chuyên gia cũng cho rằng quân đội Mỹ trong khu vực nên thường xuyên diễn tập di tản nhanh chóng khỏi căn cứ. Điều này chỉ ra một khả năng quan trọng khác. Mặc dù các tác giả thừa nhận rằng nhiều nhà nghiên cứu Trung Quốc vẫn tranh cãi về khả năng Trung Quốc tấn công phủ đầu, nhưng các tác giả cũng chỉ ra rằng Mỹ đã từng bị tấn công bất ngờ trong trận Trân Châu Cảng. Hai chuyên gia cũng lưu ý rằng cuộc tấn công như vậy cũng phù hợp với học thuyết chủ động phòng thủ của Trung Quốc. Căng thẳng Mỹ-Nhật đang ngày càng tăng cao và học thuyết chủ động phòng thủ của Trung Quốc cũng được triển khai trong thời điểm căng thẳng tương tự. Nếu Trung Quốc định tấn công phủ đầu để hỗ trợ cho cuộc tấn công Đài Loan hay quần đảo điếu ngư Senkaku, thì có vẻ như tình hình lúc đó sẽ cực kỳ căng thẳng. Nếu như thế, Mỹ có cách đơn giản hơn để tránh cơn ác mộng như Sugat và Gonzalez mô tả, đó là hành động thận trọng khi phân tán quân đội trong thời gian căng thẳng lên cao. Điều này chỉ có thể thực hiện được bằng cách tận dụng lợi thế của các căn cứ không quân mà Mỹ đang vận hành trở lại ở Thái Bình Dương, cũng như đảm bảo rằng tàu của Mỹ phải cách xa đối phương. Tóm lại, hai chuyên gia Sugat và Gonzalez đã chỉ ra rằng sát thủ tàu sân bay không phải là cơn ác mộng lớn nhất với Mỹ. Nếu như các bạn thấy những bản tin quân sự hay và hấp dẫn, thì hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách ấn đăng ký theo dõi. Việc đăng ký trên hoàn toàn miễn phí. Video này, hãy like và chia sẻ cho bạn bè của mình. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment ở bên dưới. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã ủng hộ. Xin chào và hẹn gặp lại.